Hôm nay Hạnh sẽ đọc cái thông số kim để các bạn lựa chọn kim phù hợp cho cái sản phẩm của mình làm nha. Ví dụ ở đây kim Waron này có cái thông số là 25-1RL thì cái kim này có phi kim là 0.25mm và kim này là kim 1. Rau lai dùng chuyên dùng để đi nét, hoặc là các bạn sử dụng kim 1 để đánh các sản phẩm như môi, mày, mí gì đều được nha. Thì cơ bản thì các bạn vẫn học từ kim 1 trở lên. Sau đó khi mà các bạn đã vững tay nghề rồi, các bạn sẽ chọn kim nhiều, kỹ thuật kim nhiều để mà các bạn đi tiết kiệm được thời gian cũng như tạo ra cái tác phẩm của mình hoàn hảo hơn ha. Thì kim 0.25 này các bạn phù hợp để đi môi nhiều hơn. Cái da môi, nếu như mà khách hàng của bạn da môi mỏng thì các bạn sử dụng kim nhỏ, và nếu như da môi dày thì các bạn có thể là sử dụng kim to hơn một tí là 0.3 hoặc là 0.35 nha, để tránh bị tổn thương. Hoặc là ở đây mình có kim cũng 0.25 nhưng mà kim này là kim 7 Magnum, thì nó là dạng kim hàng ngang, thì các bạn có thể là sử dụng để đi sợi hay khót đều được nè. Sau này các bạn đi học kỹ thuật